Thì hiện nay các bạn cũng nghe nhiều người nhắc về cái men tiêu hóa hay là cái men vi sinh đó, nhưng có thể các bạn cũng chưa nắm bắt được cái sự giống nhau và khác nhau giữa hai cái loại men này là như thế nào. Cho nên hôm nay mình sẽ làm cái clip này để giúp cho các bạn phân biệt đâu là cái men tiêu hóa và đâu là cái men vi sinh nha. Trước hết, nói về vai trò của hai cái loại men này thì tương đối giống nhau nha các bạn. Là do hai cái loại men này đều có tác dụng cần thiết với cái đường tiêu hóa của tôm cá. Nhưng vì cái vai trò như vậy cho nên nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa hai cái loại men này. Tuy có cái điểm giống nhau như vậy nhưng chúng cũng hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Khác nhau là như thế này. Cái men vi sinh là cái chế phẩm chứa cái vi sinh vật có ích. Còn cái men tiêu hóa nghĩa là cái men này do chính các tuyến trong cơ thể của tôm cá tiết ra. Và cái men tiêu hóa này á không phải là cái vi khuẩn sinh học mà chỉ là các hợp chất hóa học thôi. Thì đó là cái sự khác nhau giữa cái men vi sinh và cái men tiêu hóa là như vậy nha. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích về hai cái loại men này. Trước hết thì mình sẽ nói về cái men vi sinh. Ví dụ như các sản phẩm các bạn mua được nè, thì khi các bạn nhìn vào cái thành phần có trong cái nhãn chứa những cái con vi sinh như là cái con Lactobacillus acidophilus hay là cái con mà Bacillus subtilis á, hoặc là cái con mà Saccharomyces nè, và nhiều cái con vi sinh khác nữa, thì nó có cái đơn vị tính trong cái sản phẩm các bạn nhìn thấy đó là CFU ha. Cái men vi sinh còn được gọi là cái probiotic. Khi mà chúng ta bổ sung vào cơ thể vật nuôi thủy sản thì cái tác dụng của những cái con vi sinh này nó là cải thiện cái cân bằng của cái hệ tạp khuẩn ruột và giúp rất nhiều cho cái sức khỏe của vật nuôi. Ngoài những cái con vi khuẩn gây bệnh trong cái đường ruột ra và cái con vi khuẩn có ích nó sẽ giúp tiêu hóa tốt cái thức ăn. Ngoài ra nó còn giúp cho cái hệ miễn dịch tại cái đường ruột đó các bạn, nó tăng cường cái hoạt động lên. Nhờ đó cái đường ruột nó được lành mạnh để thực hiện tốt cái chức năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn nha. Những loại men vi sinh này nó có thể sử dụng được lâu dài, nhưng có điều những cái con vi sinh này nó sẽ giảm mật độ từ từ trong cái đường ruột nha các bạn. Cho nên các bạn phải thường xuyên và định kỳ bổ sung vào cơ thể tôm cá thì mới có hiệu quả cao được. Thì đây là cái điểm yếu của cái con vi sinh là vậy. Còn cái điểm vượt trội nhất mà mình thấy ở cái con vi sinh này á thì nó là cái dạng lợi khuẩn, dạng bào tử. Cho nên cái ưu điểm của nó là nó chịu được cái nhiệt độ tương đối cao hoặc là chịu được cái nồng độ axit thấp nữa. Còn về cách trộn mà sao cho đúng thì cái men vi sinh các bạn nên dùng định kỳ. Hoặc là cái trường hợp các bạn quan sát và phát hiện bất thường ở cái vật nuôi của các bạn như là việc đi phân sống, trướng bụng đầy hơi gì đó, thì ngay lúc này các bạn có thể bổ sung các vi sinh vật có lợi hay gọi là men vi sinh đó. Các bạn cũng nên lưu ý một điều là các sản phẩm các bạn mua có thể có một số loại chứa cái lượng vi khuẩn rất là cao. Cho nên đó, khi sử dụng các bạn phải tuân thủ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất nha. Lưu ý cuối cùng là cái men vi sinh này nè, các bạn không được trộn chung với kháng sinh nha các bạn. Vì dùng chung kháng sinh nó sẽ làm mất hết tác dụng của vi sinh đi. Mặc dù là cái kháng sinh nó vẫn còn tác dụng nhưng các bạn trộn như vậy thì nó sẽ vô ích cho cái con vi sinh thôi, cũng không có cần trộn. Về cái men vi sinh là như vậy. Còn về men tiêu hóa, cái men tiêu hóa hay còn gọi là cái men enzyme á, hoặc là cái enzyme tiêu hóa cũng đúng nè. Thì cái bản chất của cái enzyme á, là cái protein. Men này do chính các tuyến trong cơ thể của tôm cá tiết ra để tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Với cái sản phẩm các bạn mua, các bạn nhìn vào cái thành phần sẽ thấy chứa các loại men như là cellulose hay là các protease hay là các lipids, thì nó có cái đơn vị tính trong cái 1 kg sản phẩm là UI nha các bạn. Nó khác với cái men vi sinh hồi nãy, nãy là CFU, còn cái này là UI nha. Đặc điểm của men này chính là sự trợ giúp của cơ thể. Nó cắt những cái thức ăn lớn thành những cái mảnh mà thực phẩm nhỏ hơn. Và nhờ cái men enzyme thì nó sẽ giúp cái thức ăn trở thành những chất dinh dưỡng và cuối cùng là cái cơ thể của tôm cá nó hấp thu vào. Cái men tiêu hóa cũng là một cái công cụ giúp cơ thể tôm cá lấy lại cái sức khỏe trong những cái giai đoạn mà còn yếu nè, khi cái môi trường thay đổi hay là lúc cá vừa hết bệnh nè và chưa đủ sức để con cá nó tự tiêu hóa hết những cái thức ăn đó. Tóm lại, cái men vi sinh hay là cái men tiêu hóa cũng rất là quan trọng, không thể thiếu trong cái việc mà chúng ta nuôi thâm canh một cái loại thủy sản nào đó đâu nha các bạn. Tuy nhiên á, trong thực tế hai cái loại men này thì một số công ty thuốc á, cho ra cái dạng mà thành phẩm tổng hợp nữa. Những sản phẩm này nó đều chứa cái men vi sinh và cái men tiêu hóa luôn. Cho nên các bạn có thể chọn dạng tổng hợp như vậy khi cơ thể mà tôm cá cần cả hai loại này luôn nha các bạn. Clip mình chia sẻ đến đây là như vậy nha.